là mọi người đói bụng rồi. Hôm nay thì mình sẽ review clip theo một cái giọng rất là dễ thương, và có pha thêm một chút tí xíu giọng hoa hoa cho đáng yêu nha. Chúc mọi người sực phàm vui vẻ. Con lưu miền Tây Tạng quá. Lị tu. Thì thâm niên của quán tới nay được hơn 30 năm rồi. Thì đây cũng là lần đầu mình ăn thử. Thì mình sẽ kêu hai tô chạp, một con lưu và một nước. Quán của bà thì bà cũng rất là đơn giản. Khi mà mình ăn sẽ được phục vụ, mà mình ăn xong cũng được phục vụ. Thì mình thấy ở đây ngoài mì trộn ra còn có bánh canh, hủ tiếu và nui nữa. Thì tất nhiên là ở đây mình sẽ chọn mì trộn lòng gà trứng non rồi á ma. Thì cứ một phần như thế này có kèm theo giá trị thôi là 50k. Vậy thì mình sẽ trộn lên trộn cho thiệt là đều lên. Và với cái giá như vậy thì mình thấy một tô như thế này cũng khá là nhiều topping á. Cái nước lèo ở đây khi mình ăn thấy nó ngọt thanh vừa miệng. Mình thì chọn ăn mì nước, nhưng mà mình có ăn ké tí xíu mì khô của anh xã thì mình thấy mì khô ăn ngon hơn đó nha. Thăng, bất ngờ chưa, thì ra hả trứng gà non nó còn có lòng đào. Để ăn kèm chung với món này thì có một loại nước chấm giống như là nước mắm mà pha loãng tí xíu cho thêm một chút chiêu nó cũng thơm. Hai mùi vào lúc 10:30 sáng, bán tới khi nào hết thì thôi, tầm sẽ khoảng 2-3 giờ trưa là hết rồi. Ê mọi người, chắc là nãy giờ mọi người nghe cái giọng này thấy khó chịu đó đúng không? Nói chuyện bình thường của Min đã nghe nó mắc mệt rồi. Min nói chuyện theo cái kiểu này Min còn mệt hơn nữa. Nói gì thì nói, khi bị đụng chạm bất khó chịu không? Bớt đụng chạm người khác đi nha. Bye.